Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video tiếp theo này mình lại tiếp tục cập nhật thêm tình hình của bác Elon Musk trong cái Saturday Night Live. Thì trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại mình sẽ chia sẻ những suy nghĩ của mình và những trải nghiệm của mình trên thị trường crypto và không được cho là lời khuyên đầu tư. Trước khi có quyết định đầu tư các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ. Tại vì thị trường này cực kỳ tiềm năng nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Nếu mình không hiểu hiểu kỹ thì sẽ rất là dễ mất tiền các bạn rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục uh, cái uh, SNL. Và trong cái video này có một bạn chia sẻ là chỉ một đoạn video nói về đầu score thôi. Đấy tóm tắt như vậy thì mình chỉ quan tâm đến đầu score thôi các bạn. Nên mình không có quan tâm đến những cái chuyện khác. Và mình thấy rất là thú vị là cái bạn này mới post video này 2 tiếng thôi mà đã có 25.000 view. Và một điều thú vị nữa là channel chỉ có một video thôi Mà đã có một phết hơn 1.000 người đăng ký rồi 1.270 người đăng ký Chỉ có 2 tiếng đồng hồ Sau khi post cái video này Rất là tuyệt vời các bạn Chứng tỏ là cái mọi người rất là quan tâm đến Dogecoin Và quan tâm đến cái cái, cái kết quả của cuộc nói chuyện SLNL này Saturday Night Live này Ok thì bây giờ mình sẽ vào thông tin xem video này. Tại vì vì bản quyền nên mình mình sẽ chạy từ từ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xem bắt đầu đây. Phóng to lên tí. Xem là bác Elon Musk nói gì về Dogecoin. Tại vì đây là một cái cái ngày đã chờ đợi rất là lâu rồi các bạn. Mọi người đầu tư vào Dogecoin. Ba mình đầu tư rất là mạnh vào Dogecoin. Dogecoin chiếm một tỷ trọng rất là mạnh trong bộ uh, follow của ba mình. Mình thì đã bán Dogecoin uh, khi mà Dogecoin lên 7 uh, xe mình đã bán rồi, rất là tiếc. Uh, nhưng mà do lúc trước mình chưa có niềm tin về Dogecoin, nhưng bây giờ mình mình hiểu thêm rồi. Nên mình sẽ nghiên cứu thêm, từ từ mình sẽ nghiên cứu thêm về Dogecoin. They're a type of digital money, but instead of being controlled by a central government, they're decentralized using blockchain technology. OK. Um, thì bây giờ khi mà lên sâu này, mình nghĩ là điều rất là tốt để mà giới thiệu của thị trường crypto đến rất là nhiều nhà đầu tư mới. Tại vì như mình lúc trước mình không tin vào thị trường này các bạn, mình không tin vào thị trường này. Nhưng khi mà mình thấy là công ty Tesla, đầu tư mua Bitcoin Tại vì mình đã đầu tư cổ phiếu Bitcoin mà À của Tesla mà Nên mình mới bắt đầu mình nghiên cứu Mình tìm hiểu về đầu, Bitcoin Và mình đã đầu tư Bitcoin Đấy mình đã theo bác Elon Musk từ đấy Và mình uh, rất là thích thị trường crypto Từ đấy lúc đấy And lately, prices have been soaring for cryptos like Bitcoin, Ethereum, and especially Dogecoin. Oh, right. Now, what, what is Dogecoin? Well, thì bây giờ bác sẽ giải thích Dogecoin cho khán giả và điều này rất là tốt đến với thị trường của bạn. Thì mình, hầu hết mọi người bây giờ ấy là đầu tư vào thị trường crypto là đầu tư vào Dogecoin chứ không phải những cái đồng như là Bitcoin hay Ethereum hay những cái đồng khác đâu mà là chủ yếu là Dogecoin. But now it's taken off in okay, what is Dogecoin? Well, it was created in 2013 and has a circulating supply of 117 billion coins, of which 113 billion have already been mined. All right, cool. So what is Dogecoin? <laughs> yeah, like I said, it's a digital currency. Digital. Thì, có nghĩa là bạn 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 này không biết là Dogecoin là gì. Thì bác Elon Musk đang muốn cố giải thích để những người mới hiểu về Dogecoin, hiểu về thị trường crypto có nghĩa là cái thị trường crypto này là chạy trên blockchain không được quản lý bởi một cá nhân nào đấy ý báo nói là thế giống như là tiền ấy là được quản lý đến một uh, government quản lý ví dụ tiền đô la chẳng hạn central bank quản lý nhưng mà viên dogecoin là đồng tiền của mọi người không có ai quản lý hết chạy trên hệ thống uh, blockchain like, okay. For instance... OK. Real. Yeah. So what is <laughs> okay. Uh, thì bây giờ bạn này muốn hiểu thêm. Thì bây giờ lấy, lấy, lấy một đồng đô la ra. Thì bây giờ sự so sánh đô con với đồng đô la này thì như thế nào? About as real as that OK. Có nghĩa ý bác nói là sẽ có giá trị tương như một đồng đô la một đô đấy. I've, actually been reading a lot about it. Yeah, and I'm trying to diversify my investment portfolio. my question is, what is Dogecoin? Ok, thì bạn này là đầu tư, mình nghĩ là đầu tư vào uh, stock market. Đấy, và đang muốn nghiên cứu để đầu tư vào thị trường crypto và cũng chưa hiểu lắm về Dogecoin. Thì bây giờ là đắt, cơ hội rất là tốt để bạn uh, được bác Elon Musk uh, truyền đạt lại. I'm glad you asked. It's a good question. Well, it's the future of currency. It's an unstoppable financial vehicle that's going to take over the world. Oh, the future currency. I get that, but uh, what is it, man? <cười> <cười> I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle. Hustle. Hustle, what does that mean? Hustle. À, mình phải qua Google dịch. Không biết mình không biết hustle là gì luôn các bạn. Không biết cái này là có subtitle không? À, không biết là làm sao bật subtitle ở đây. Hình như không có hay sao ấy? mini player on notation thường là sẽ có trong phần này nhưng mà không hiểu sao cái video này không có subtitle Hustle, hustle là sao? Không hiểu lắm. Bạn nào tiếng Anh giỏi thì comment bên dưới để mình Uh, biết hết xù so. hết xù so. maybe this one hối hả đợt đợt làm gấp công việc sự chen lấn uh, so đây chen lấn làm việc may mắn hết sổ so. khó hiểu quá the the To the moon. Rồi, ok. To the moon. Rõ ràng rồi các bạn nhé. Là bác yêu Elon Musk đã 100% ủng hộ Dogecoin rất là mạnh và to the moon. Bác đã nói lung trong cái này rồi. Thì mình nghĩ là sau đợt này giá của Dogecoin sẽ phâm rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ vào xem giá của Dogecoin như thế nào. À, hiện giờ là như thế nào Bây giờ mình vào Binance đi Và trong lúc chờ đợi Thì mình sẽ quay về Xem những Những bạn khán giả comment như thế nào Trong cái uh, Trong cái video hồi nãy Bây giờ mình quay về video này Xem I like how he said thought they were about as real as the US dollar. He is spot on with that evaluation. Thì uh, có một bạn comment là bạn rất là thích là bác Elon Musk nói là Dogecoin là như là đồng US dollar. Đấy, chứ không phải cái đồng tiền ảo nhưng mà có giá trị như là đồng US đô US doesn't have much gold Fiat currency haven't been backed by gold as a long time Some people need to take on economics class backed by gold but that's why they print every day as much money they need. About as real as the dollar, knowing the fact that dollar is not backed by gold, but thing I think I trust him. Tại vì đồng US là không lúc hồi xưa ấy, là để mà in đồng đô la ra thì mình phải có trong ngân sách là có back by gold các bạn nhé. Là mình phải có một lượng vàng trữ trong quan sát tương đương thì mới được in tiền. Nhưng mà từ rất là lâu rồi là đồng đô la được in ra mà không hề bị không nên được uh, back by gold. là không có, có vàng để back có là chỉ in từ kiểu như là muốn là in thôi muốn in tiền là in thôi nên uh, nhiều nhiều bạn có nghĩa là tin bắt Elon Musk hơn là tin vào government và tin vào đồng đô la Đó rất là thú vị buy and hold dogecoin only idiot are selling now. Chết rồi mình là idiot rồi. Tại vì mình đã sale đâu qua từ rất lâu rồi. Rất là buồn. Nhưng mà uh, uh, mình cố gắng thôi. Phải học tập thôi các bạn. Ai cũng có uh, sai lầm. People pay, pay THOUSAND just to get in this information and you are giving it out for free. You are awesome. Ok, thì bạn này bảo là comment các bạn box video này nè Là thường người ta sẽ uh, Để mà trao đổi thông tin đấy Cung cấp thông tin đấy Thì người ta uh, phải uh, kiếm tiền Nhưng mà bạn này là cho free But what is that those coin? About as real as that dollar Damn 10, 100% Elon saying to the moon is epic. Rồi, ok. Bạn này đã hiểu rồi này. Đấy là to the moon. do call to the moon. Thì bác Elon Must nói là làm các bạn. Tại vì trong Twitter của bác lúc trước, bác có một có một cái dòng tweet là do call to the moon. Và bác sẽ làm điều đấy. Mình chắc chắn luôn. Twitter này. Twitter. do call to the moon. bây giờ mình quay lại video nè Rồi ok, mình sẽ check thứ tờ sau To the moon, first go into one, two, then five, and the final is ten Hold those strong people Đấy, có nghĩa là bạn để tin là Those coin Cuối cùng sẽ lên được một mười đô các bạn Nên chỉ cần hold thôi Bạn nào mà đầu tư those coin thì rất là bình, bình tĩnh nhé Cứ hold, hold lâu dài Đừng có bán ra Đến, mình nghĩ là đến cuối năm nay rồi chốt lời cũng được không nên bán bán vội vàng làm gì tại vì như mình ấy mình đã bán quá vội vàng tại vì lúc đấy mình chưa hiểu chứ mình đã hiểu là mình đã hô đến bây giờ rồi mà còn mua thêm chứ không có bán ra nên rất là tiếc nên thường là mình mình nghĩ là trong năm những năm tiếp theo mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ có những cái quyết định đầu tư đúng đắn để không bỏ lỡ những cơ hội là các bạn tại vì Kiếm tiền trong thị trường này cũng không quá khó. Nếu mà mình chịu uh, uh, gọi là học hỏi. Đây đang hồi phục giá các bạn. Đang lên xuống liên tục. Thì uh, mình nghĩ là cũng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Khi mà mọi người hiểu những cái gì mà bác Elon Musk truyền đạt. Đấy, thì giá sẽ phâm lên rất là mạnh. Tại vì khi mà cá mập chốt lời. Thì uh, điều rất là tốt. Thì luôn luôn như vậy Thì những nhà đầu tư mà mua đồng Dogecoin cả Vài năm trước Đấy thì người ta đã chốt lời là điều bình thường thôi Vì lúc đấy đầu tư rất là ít tiền Mà mua được số lượng Dogecoin rất là lớn Nên ai cũng như thế thôi Đã là đầu tư thì phải kiếm lời Chứ đâu có ai mà đầu tư mà không kiếm lời đâu Nên điều mọi người chốt lời ấy, Là luôn luôn sẽ xảy ra trong thị trường này Nên các bạn đầu tư phải hiểu điều đấy Ví dụ mình vào qua không ngày nhé Thì mình xem thì hình như thế nào rồi Và Điều rất là tuyệt vời các bạn. Là khi mà có cái thông tin SLN ấy, lên uh, của bác, bác Elon Musk tweet ấy, thì giá đô coi bùng nổ luôn. Thì mình xem cái tích bác vào ngày bao nhiêu và giá bùng nổ từ từ bao nhiêu thì mình sẽ vào Twitter của bác Elon Musk. Elon Musk Twitter mình nghĩ là tuần trước thôi à. Bác Elon mới rất là chăm chỉ sử dụng Twitter Nên rất là nhiều Twitter về To win out some ski idea for SL SNL Đây 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 là con tích đầu tiên đây sao ấy đây các bạn là ngày 28 tháng 4 Thì mình sẽ check xem là sau khi cái Twitter này ra thì giá đã thay đổi như thế nào 28 tháng 4 28 Đây oh my god đây các bạn Khi mà có Twitter này Các bạn thấy giá là không có thay đổi gì này Nhưng mà sau khi có cái Twitter của bác ấy Là giá có một cái nén to đùng luôn Đấy, rất là hay luôn tuyệt vời luôn Nên mình nghĩ là phải luôn luôn theo dõi Twitter của bác Elon Musk Cái nến lại tăng bao nhiêu phần trăm Cái nến này là tăng 3, 15 phần trăm Oh my god Để đo lại cho chính xác có vẻ không hợp lý lắm Để phóng to nè Nhìn cho nó kỹ Đo lại nha Từ đây nè Kéo lên này đấy đúng luôn 35% phần trăm các bạn kinh khủng chưa giá thay đổi 35% phần đấy và từ ngày hôm đấy mình sẽ đo là lên đến đỉnh sau cái, cái tích từ của ba lên đến đỉnh thì giá đã tăng ba mươi phần trăm từ đây nhé lên đến đỉnh à, là 73 mươi 33 sen 183% phần trăm Wow Quá kinh khủng Rồi ok Bây giờ mình sẽ đo là sẽ điều chỉnh giá xuống bao nhiêu phần trăm Từ đây là từ cái râu này Mình dùng Fibo mình đo Fibo Retracement mình đo Ok thì nói chung là rất là bình thường các bạn Tại vì đây là cái vùng 0.38 Vùng vàng Số liệu vàng của chỉ số Fibo Đấy, thì mình các bạn thấy là sẽ điều chỉnh trong vùng này và hồi phục giá này. Còn trong trường hợp xấu nhất ấy, là điều chỉnh xuống cái vùng này. Tại vì vùng này mình có một đường hỗ trợ rất là tốt là đường trung bình 20 21 ngày là xuống đây. Thì đây là cùng vùng hỗ trợ nữa là cái vùng 0.61 của Fibo và mình có một đường hỗ trợ là 20 đường trung bình 21 ngày. Nên nói chung là rất là tuyệt vời. Không có không có súng quá quá sâu các bạn. đấy thì mình xem cái này này khi mà giá rơi xuống đây này là có vùng mà hỗ trợ này là lên rất là mạnh các bạn. rồi ok đấy là uh, biểu đồ mình phân tích sơ về biểu đồ bây giờ mình quay lại uh, xem uh, các bạn khán giả có comment gì nữa không. tôi là moonsoon holdor. bao estrella dollar To wow quá tuyệt vời rồi bây giờ mình uh, mình xem là trên mạng xã hội thì mọi người uh, uh, có tích gì về đấu coi không Dogecoin. One dog hit one pound. Many company will start accepting it. Anything that happened before one is just the prolonged to this long journey wow tuyệt vời cho một like nice oh crypto hours này cái này là mình rất là hay theo dõi này what did everyone think about SL SNL I thought Elon Musk was a pretty good damn a pretty damn good by the way I was blown away by a producer of n SNL who told me he had a brief chat with Elon Musk about doing an interview with me. Wow! Có nghĩa là bạn này có thể interview with the Elon Musk. Wow! Follow, follow. Mình chưa follow bạn này. Elon, I will have you on the channel anytime. Can We can talk about Bitcoin and do vào wow, thiệt vời mặt trời Vì thích luôn Rồi tuyệt vời mặt trời các bạn So excited Oh my god So excited à, Để mình vào cái trang chủ của mình Xem là uh, Có mình có retweet những cái gì hồi nãy giờ yeah. Ồ, oh, đây đây Can't wait till Amazon come out and say they accept to Wow, wow Khi mà cái điều đấy xảy ra thì Dogecoin cũng bùng nổ các bạn Who buying Dogecoin today? À, uh, tiếp tục Elon Musk told his mom that Her mother day gift is kind. Đấy. Nói chung là mình nghĩ là cái SLM này, SNL này rất là thành công. Tại vì sao? Tại vì uh, thứ nhất là bác Elon Musk đã uh, nói rõ ràng rồi là bác ủng hộ Dogecoin rất rõ ràng là Dogecoin to the moon. Đâu rồi? đồng video này đó, video này này. Và thứ hai là uh, cái tín hiệu ấy là bác cho thấy là bác tặng mẹ bác Dogecoin Có nghĩa là nói một điều gì là Bác đang sở hữu rất là nhiều Dogecoin Đấy, đây là tín liệu thứ hai Tín hiệu thứ ba là có Trong những cái dòng tích của bác ấy Lúc trước ấy, các bạn thấy là bác tích là bác mua Dogecoin cho con của bác Đấy Thì trong tương lai Mình nghĩ là về lâu dài Ví dụ 5 năm, 10 năm nữa Nếu mà Tesla chấp nhận uh, Dogecoin Thì Dogecoin vẫn tiếp tục tăng trưởng Amazon chấp nhận nha Doge. Oh không Bạn Jenny này, Mình cũng xem kênh của bạn này Thì bạn nói gì Will Dogecoin dump internet today Or hit 1 pound Oh, nhiều người nói là đâm Mà đúng là đâm thật Thì đấy là điều bình thường nói Những cái cá mập là chấp lời thôi Thì những bạn nào đầu tư Dogecoin Thì phải hiểu là Dogecoin luôn luôn có à, Để mình vào đâu nhỉ Coi Coi cáp đi Luôn luôn có Những cái ví cá mập Sở hữu rất là nhiều Dogecoin thì người ta sẽ chốt lời thôi, rất là bình thường Thì mình đầu tư thì mình phải hiểu điều đấy Còn đấy là cơ hội tốt để mình mua Dogecoin Nhưng rất tiếc là mình đã đã, đã đầu tư đồng Moonrat rồi Mình nên là đầu tư một nửa thôi, còn nữa nửa là đầu tư vào Dogecoin là hợp lý hơn Đấy, đấy là sai lầm của mình Nhưng mà mình sẽ chờ đợi trong tương lai nếu mà Dogecoin chưa bầm mạnh ấy, thì mình sẽ mua Dogecoin nếu mà đâu coi cứ nằm ở dưới giá là 50 cent ấy, là mình sẽ mua. Nói 50 cent là mua đẹp. Mình sẽ trông mình giá. Để xem có thông tin nợ gì nữa không. Rồi, không có nhiều thông tin gì về đâu coi nữa. Thì uh, mình nghĩ là phải chờ đợi uh, vài tiếng nữa đồng hồ nữa. Tại vì mình nghĩ là bên Mỹ bây giờ mọi người đi ngủ rồi sao ấy. Đấy khuya rồi. Nên uh, mình nghĩ là sẽ bây giờ sẽ phải ngày mai thì mới có nhiều thông tin nói về Dogecoin mình sẽ gọi tiếp tục cập nhật ok thì đấy đấy là cập nhật uh, thêm về về coi các bạn nhé ở trong cái S uh, L S uh, Night thì uh, nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like để mình có động lực làm video xin chào tạm biệt các bạn